Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện vai diễn nhỏ bé trong Thủy Khử nhưng khiến người đời phải ca tụng. Vâng, thưa các bạn, nếu đem ra so sánh với các bậc anh hùng Thủy Khử khí thế hào sảng thì nhân vật này quả thực là nhỏ bé tới mức chẳng đáng được nhắc đến. Thế nhưng người này cũng lại biết cải tà quy chính, sửa đổi bản thân và báo đáp ân huệ cho người khác. Lâm Sung, giáo đầu thống lĩnh 80 vạn cấm quân tại Đông Kinh Biện Lương của Bắc Tống, vì bị Cao Thái Úy Cao Cầu hãm hại nên phải đi xung quân tới vùng Thương Châu. Khi đang tản bộ trên đường phố Thương Châu, Lâm Sung gặp lại một người quen cũ là Lý Tiểu Nhị. Nếu đem ra so sánh với các bậc anh hùng Thủy Khử, khí thế hào sảng cùng cuộc đời ân oán thị phi oanh liệt của họ, thì nhân vật Lý Tiểu Nhị này trong Thủy Khử truyện quả thực là nhỏ bé tới mức chẳng đáng được nhắc đến. Thế nhưng người này cũng lại là một nhân vật biết cải tà quy chính, sửa đổi bản thân và báo đáp ân huệ cho người khác. Câu chuyện giữa Lâm Sung và Lý Tiểu Nhị bắt đầu khi Lâm Sung còn đang là một giáo đầu nức tiếng tại vùng Đông Kinh. Ngày đó, có cửa tiệm mướn về một người làm gọi là Lý Tiểu Nhị, chuyên phụ trách các việc lặt vặt trong quán như bán rượu và các việc khác. Có một lần, Lý Tiểu Nhị thừa dịp không ai chú ý đã lén lút lấy trộm tài sản của chủ tiệm. Sau này, bị người phát hiện, tăng chứng vật chứng đầy đủ, chủ tiệm liền muốn mang anh ta giao nộp cho quan phủ hỏi tội. Lâm Sung nghe được chuyện này, bèn giúp Lý Tiểu Nhị giải vây và bảo anh ta thành thật xin lỗi chủ tiệm. Ông còn thay Lý Tiểu Nhị bồi thường lại cho chủ tiệm toàn bộ số tiền đã bị tổn thất. Bởi vì Lâm Sung khi đó là giáo đầu của 80 vạn cấm quân kinh thành, là một vị quan rất có thân phận, nên chủ tiệm cuối cùng đã nể mặt Lâm Sung mà bỏ qua cho Lý Tiểu Nhị. Căn cứ theo luật pháp về hình phạt của Đại Tống dành cho người phạm tội ăn cắp ăn trộm, nếu như khoản tiền hoặc vật bị lấy trộm có tổng giá trị từ 5 xu tiền trở lên sẽ bị xét vào tội tử hình. 1 xu là 1.000 văn tiền. Nếu như tổng giá trị của cải bị lấy trộm không đến 5 xu tiền, kẻ phạm tội sẽ phải chịu phạt 20 trượng và bị xung quân đi lao dịch khổ sai trong vòng 3 năm. Đến thời Tống Thần Tông, người phạm tội vẫn phải chịu mức phạt tử hình như cũ. Ngoài ra, cả vợ con của người phạm tội cũng bị liên đới theo, phải đi lưu đày nghìn dặm. Trong chuyện Thủy Khử, nhờ có Lâm Sung đứng ra bảo lãnh, Lý Tiểu Nhị tránh thoát được một lần kiện cáo, cũng tránh thoát được một kiếp lao tù. Tuy nhiên, lần trộm cắp này đã khiến cho tiếng xấu của Lý Tiểu Nhị nhanh chóng truyền xa. Không có bất cứ một cửa tiệm nào muốn thuê anh ta nữa. Cả một vùng kinh thành rộng lớn cũng chẳng có chỗ cho Lý Tiểu Nhị dung thân. May mắn thay, Lâm Sung biết được bèn cấp cho anh ta một chút lộ phí đi đường, bảo Lý Tiểu Nhị đi nơi khác tìm kế sinh nhai. Được Lâm Sung giúp đỡ, Lý Tiểu Nhị rời khỏi Đông Kinh, lặn lội vất vả tìm đến vùng Thương Châu, rồi tới làm thuê cho một cửa hàng bán rượu. Từ đó trở đi, Lý Tiểu Nhị đổi tính đổi nết, cải tà quy chính, không còn giờ thói trộm cắp nữa. Anh ta ngày đêm làm lụng cần cù chăm chỉ cho quán rượu của nhà họ Phương. Bởi thế nên rất được chủ tiệm yêu quý. Thấy anh ta là người siêng năng lại cẩn thận, chủ tiệm họ Phương bèn gọi Lý Tiểu Nhị tới, ngỏ ý muốn anh ta làm con rể của mình, rồi sau đó gả con gái cho anh ta. Sau khi bố mẹ vợ tuổi già sức yếu qua đời, hai vợ chồng Lý Tiểu Nhị thừa kế quán rượu và tiếp tục công việc buôn bán. Một ngày nọ, Lý Tiểu Nhị đang đi trên đường phố Thương Châu thì bất chợt nhìn thấy Lâm Sung. Từ Khai Phong đến Thương Châu phải xa hơn ngàn dặm. Làm sao Lý Tiểu Nhị có thể gặp được Lâm giáo đầu tại Thương Châu cơ chứ? Lại nói, cảnh ngộ của Lâm Sung
lúc bấy giờ cũng là thập phần oan uổng. Mọi chuyện bắt nguồn từ một lần Lâm Sung cùng vợ là Trương Thị đi tới nhạc miếu để dâng hương cầu nguyện. Bởi vì Lâm Sung là người luyện võ, nửa đường lại nghe thấy có người đang vung gậy diễn võ, nên dừng lại lắng nghe, tập trung đến xuất thần. Lâm Sung bèn để cho vợ cùng tỳ nữ đi thắp hương trước, còn mình thì đi tìm người đang múa võ kia. Đợi đến khi ông đuổi theo tiếng xé gió, đến trên mái hiên trong miếu, liền trông thấy hòa thượng Lỗ Chí Thâm đúng lúc đang vung quyền luyện võ. Hai người anh hùng tương kiến, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn, liền lập tức cử hành nghi lễ kết nghĩa huynh đệ. Đang cao hứng trò chuyện, họ chợt thấy cảnh tỳ nữ Cẩm Nhi theo hầu vợ Lâm Sung hớt hải chạy tới tìm. Hóa ra, hai người Trương Thị đang đi dâng hương thì bị Cao Nha Nội chặn lại, ý đồ đùa giỡn chọc ghẹo Trương Thị. May thay, Lâm Sung hay tin đuổi tới kịp lúc, quát dừng hắn, cứu được Trương Thị. Lại nói, Cao Nha Nội là con trai của Cao Thái Úy Cao Cầu. Người này vốn là một kẻ háo sắc, tại Kinh Đô còn có danh xưng là Hoa Hoa Thái Tuế. Hắn ỷ vào quyền thế của Cao Thái Úy mà thường xuyên giở trò gian dâm với vợ con người khác. Hôm đó, nhìn thấy nhan sắc của Trương Thị, vợ Lâm Sung, Cao Nha Nội quả thực là thần hồn điên đảo. Hắn tìm đến bạn của Lâm Sung là Lục Ngu Hậu, hợp tác bày mưu, lấy danh nghĩa Lâm Sung để lừa Trương Thị đến Lục gia, sau đó tận lực dụ dỗ Trương Thị. Lục Ngu Hậu trước đây dựa vào Lâm Sung giới thiệu mới có thể tới Cao Phủ nhậm chức. Lâm Sung đối với hắn ơn trọng như núi, thế nhưng đứng trước lựa chọn giữa thiện và ác, Lục Ngu Hậu lại vì quyền thế và lợi ích của bản thân mà phản bội Lâm Sung, trở thành đồng bọn với Cao Nha Nội. May thay, Lâm Sung nghe tin kịp thời chạy đến nhà họ Lục, hét vang một tiếng rồi phi thân lên lầu, cứu được Trương Thị. Cao Nha Nội thấy thế sợ đến nhảy tường bỏ chạy chối chết. Hắn ta thậm chí còn bị Lâm Sung dọa ra một thân bệnh nặng, nằm liệt trên giường. Sau này, Cao Thái Úy biết được nguyên nhân đổ bệnh của con mình, bèn cùng với Lục Ngu Hậu và Phú An bày mưu tính kế hãm hại Lâm Sung. Bọn Cao Thái Úy lừa gạt Lâm Sung, lấy việc Lâm Sung cầm dao xông vào Bạch Hổ Tiết Đường, nơi bàn luận việc quân cơ đại sự làm cớ, để áp giải ông tới phủ khai phong, khiến cho Lâm Sung bị phạt xung quân tới Thương Châu. Tại Thương Châu, Lâm Sung được phân nhiệm vụ canh gác Thiên Vương Đường, phụ trách việc đốt hương, quét dọn hàng ngày. Một hôm, Lâm Sung nhân lúc nhàn rỗi, liền lên phố tản bộ. Khéo thay, ngày đó Lý Tiểu Nhị cũng phải đi đòi nợ nên vô tình chạm mặt Lâm Sung trên đường. Nhìn thấy ân nhân, Lý Tiểu Nhị vui mừng khôn xiết, nhiệt tình mời Lâm Sung về nhà rồi gọi vợ con ra bái tạ ân công. Xong, Lâm Sung nói mình bị kẻ gian hãm hại từ một vị giáo đầu thống lĩnh 80 vạn cấm quân, nay sa sút thành tội nhân chịu phạt lưu đày. Đoạn, ông chỉ vết ấn ký khắc trên mặt rồi nói với vợ chồng Lý Tiểu Nhị rằng thân phận hiện tại của ông chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến nhà họ. Lý Tiểu Nhị mặc dù là dân chợ búa, thân phận thấp kém, nhưng chịu ơn huệ của Lâm Sung trong lòng vẫn luôn ghi nhớ cảm tạ. Lúc này, anh ta một chút cũng không hề để ý đến thân phận hiện tại của Lâm Sung, vẫn nhiệt tình khoản đãi ông. Hai người nói chuyện hàn huyên một mạch đến tận nửa đêm, rồi Lâm Sung mới trở về Thiên Vương Đường. Sau ngày hôm đó, Lý Tiểu Nhị thường xuyên tới doanh trại đưa cơm canh nước uống cho Lâm Sung, thuận tiện mang quần áo cũ bẩn của Lâm Sung về nhà sửa lại và tẩy rửa sạch sẽ. Lâm Sung thấy vợ chồng hai người họ thực sự cung kính, chân thành, nên thường hay cho họ một chút ngân lượng, làm tiền vốn. Ở một nơi đất khách quê người, không thân không thích, Lâm Sung may mắn được vợ chồng Lý Tiểu Nhị chăm sóc. Những ngày tháng lưu đày của ông nhờ vậy mà cũng le lói chút tình cảm ấm áp.
Một hôm, Lý Tiểu Nhị đang làm việc trong quán rượu thì vô tình nghe được những người khách đến từ Đông Kinh nhắc tới Cao Thái Úy. Trong lòng anh ta phỏng đoán, nói không chừng là chuyện có liên quan đến Lâm Giáo Đầu, nên bảo vợ mình là Phương Thị để ý nghe xem họ nói là chuyện gì. Bởi vì nhóm người kia nói chuyện đều ghé đầu dì tai nhau mà nói, vô cùng thần bí, nên Phương Thị cũng chỉ nghe được vài từ vụn vặt, như dù thế nào thì cũng phải kết quả tính mạng của hắn. Vợ chồng hai người trong lòng hoang mang lo lắng, sợ rằng vụ việc này sẽ huyên náo đến mức xảy ra án mạng. Đang lúc Lý Tiểu Nhị định đi tìm Lâm Sung để báo tin thì trùng hợp thay, Lâm Sung cũng vừa tới quán rượu. Lý Tiểu Nhị liền đem toàn bộ những gì nghe được kể lại cho Lâm Sung. Vừa nghe miêu tả tướng mạo của người đến, Lâm Sung không khỏi đùng đùng nổi giận. Thật không ngờ, Lục Ngu Hậu lại có thể bắt tay cùng Cao Thái Úy lập mưu đẩy ông vào chỗ chết. Nhờ Lý Tiểu Nhị cơ trí cảnh giác nên mới kịp thời nhắc nhở Lâm Sung cẩn thận đề phòng kẻ gian tà. Thì ra, bọn Cao Thái Úy âm mưu sắp đặt kế sách hiểm độc, lệnh cho quản doanh ở nơi đó điều Lâm Sung tới quản lý công việc tại địa điểm có chứa cỏ khô, là thức ăn gia súc, phục vụ quân đội. Sau đó, chúng sẽ phóng hỏa đốt kho chứa cỏ hòng thiêu chết Lâm Sung. Ngay cả khi Lâm Sung không chết, thì chúng cũng có thể lấy cớ kho cỏ bị cháy là do Lâm Sung lười biếng lơ là chức vụ mà khép ông vào tội tử hình. Thời vận éo le, kẻ gian ác hãm hại bậc trung lương, thế nhưng mắt thần như điện, lẽ trời công minh. Trong tăm tối, thần vẫn luôn trợ giúp người nghĩa sĩ. Ngày hôm đó, một trận tuyết lớn thổi qua cuốn sập gian chứa cỏ, nên đến khi đêm xuống, Lâm Sung phải tới lánh tạm trong một chiếc miếu cổ gần đó để nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà thoát được một kiếp, tránh được lửa lớn do kẻ gian phóng hỏa. Đến lúc ông trở về mới nghe được mưu kế mà bọn chúng tưởng rằng đã thực hiện thành công. Tức giận, Lâm Sung tự tay chém chết vài kẻ gian tặc muốn hãm hại ông, sau đó rời lên Lương Sơn, mở ra một trang tuyệt tác anh hùng, tề tửu, dương cao chính nghĩa sau này. Trong vòng tròn nhân quả luân chuyển, ân giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn sau này lại trở thành nghĩa để cứu chính bản thân mình. Câu chuyện này được dựa theo Thủy Hử Truyện hồi thứ 7, 8 và hồi thứ 10. Thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.